Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nhiều miệng cống không nắp đậy trên đường vành đai Đông Tây gây mất an toàn giao thông. Tăng cường đảm bảo vận tải hành khách trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường vành đai phía Tây thuộc phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa thì hiện nay trên tuyến đường thì có rất nhiều những cái nắp cống mà không có nắp đậy. Điều này rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua đây. Được biết, đường vành đai Đông Tây được đưa vào sử dụng đã từ lâu. Tuy nhiên hiện nay, khu vực đoạn qua phường Quảng Thắng, hai bên đường xuất hiện nhiều ống cống không nắp đậy. Miệng cống sâu hoắm, lởm chởm đá, nước đọng bên dưới trở thành cái bẫy đối với người và phương tiện lưu thông, đặc biệt là người đi bộ. Thực trạng tồn tại từ nhiều ngày nay nhưng chưa được các cơ quan có trách nhiệm khắc phục và cũng không có dấu hiệu cảnh báo người qua lại cẩn thận khi đi trên đoạn đường này. Rất nhiều cái nắp cống mà không có nắp. Mà hiện tượng này nếu mà mưa ngập thì người dân đi đường thì có rất nhiều nguy hiểm cho những người đi đường không quan sát được kỹ. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2018 có 13 người chết do tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Bộ Công an, trong ngày 2 tháng 9, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết, bị thương 11 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ toàn quốc đã xử lý 5.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 3 tỷ đồng, tạm giữ trên 900 phương tiện vi phạm, tạm giữ trên 1.000 giấy tờ các loại, tước hơn 170 giấy phép lái xe. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2018. Người dân trở về nơi sinh sống, học tập, làm việc nên lượng người tham gia giao thông tăng đột biến. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vận tải hành khách, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, lực lượng thanh tra giao thông đã tăng cường kiểm tra đối với các xe ra vào bến, tránh tình trạng nhồi nhét, tăng giá vé. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát trật tự công an tỉnh đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, khu vực trước siêu thị Bixi, cầu Nguyệt Viên nhằm xử lý nghiêm tình trạng xe ô tô khách dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Theo ghi nhận của chúng tôi, có nhiều người dân đứng đón xe dọc đường, nhiều lái xe cố tình chạy chậm, mở cửa xe khi đang chạy, dừng đỗ đón trả khách, gây ùn ứ, mất an toàn cho người tham gia giao thông. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với các xe vi phạm, đồng thời tuyên truyền cho các lái xe chấp hành nguyên các quy định của luật giao thông đường bộ. Qua kiểm tra trên các tuyến ấy, thì cái hiện tượng hành khách đi lại là cũng có gia tăng và có một số bộ phận hành khách ấy, thì thực ra qua kiểm tra ấy là ý thức chấp hành là vẫn chưa nghiêm túc, đang còn như thế là đứng ở dọc đường hoặc là các tụ điểm để bắt khách, dẫn đến như thế là các xe khách là có đi qua và có dừng đỗ để đón trả khách, gây nên cái hiện tượng rất lộn xộn trong cái hoạt động vận tải hành khách. Thì qua kiểm tra thì chúng tôi cũng đã có kiểm tra và xử lý được một số xe. Đấy, thì các xe này như thế là về cơ bản là chấp hành nghiêm các quy định, nhưng riêng cái việc đón trả khách là vẫn chưa đúng theo cái quy định. Để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng chặt chém tăng giá vé cũng như nhồi nhét khách trong những dịp cao điểm của kỳ nghỉ lễ, ngoài việc tăng cường xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, vào bến đón xe, tránh tình trạng đón xe dọc đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đường dây nóng 0888153636, nơi tiếp nhận các phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh, các vấn đề bất cập bức xúc trong đời sống xã hội, các khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các thông tin gửi đến đường dây nóng sẽ được tiếp nhận, tác nghiệp và phản ánh qua một loạt chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hộp thư ống kính truyền hình và chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đường dây nóng 0888153636, kết nối thông tin, niềm tin gửi gắm.